Những ngày qua, cơn bão số 2 với tên gọi Prapirun đã gây mưa lớn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc. Đến 10 giờ sáng ngày 23 tháng 7, tâm bão ở trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, cường độ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình, Ninh Bình cũng ghi nhận mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Thủ đô Hà Nội dự báo sẽ ngập lụt trong buổi trưa và chiều cùng ngày. Trước tình hình bão số 2, việc đảm bảo hạ tầng luôn được đội ngũ FPT Telecom ưu tiên và có những phương án phòng chống bão nhanh chóng, sẵn sàng cho mọi tình huống. Bão số 2 được dự đoán là một cơn bão hết sức khó lường. Về phía WHO thì đã thực hiện kích hoạt các kịch bản ứng phó với cơn bão số 2 này, bao gồm các cái nội dung công việc. Thứ nhất là ban chỉ huy truyền thông tới các chi nhánh dự báo ảnh hưởng trực tiếp như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và các chi nhánh ảnh hưởng hoàn lưu bão. Thứ hai là tăng cường việc theo dõi, hỗ trợ các chi nhánh về tình hình hạ tầng, cập nhật theo diễn biến cơn bão. Thứ ba là điều động, hỗ trợ công cụ dụng cụ cũng như là vật tư cho các chi nhánh. Công tác chuẩn bị nhân sự trong trường hợp cần huy động đã sẵn sàng. Ngoài ra, HO cũng túc trực qua các kênh tương tác bao gồm là email của SCC cập nhật thường xuyên các diễn biến mưa bão, các ảnh hưởng của hạ tầng trong bão. Để ứng phó với cơn bão số 2, VNB đã lên các kịch bản, phương án ứng cứu như phối hợp với đối tác bảo trì bảo dưỡng, nhân sự, các chi nhánh tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ các tuyến cắp quang trục để xác định các điểm xung yếu có thể ảnh hưởng do bão. Thành lập team task force được trang bị công dụng cụ và phương tiện di chuyển đến khu vực ảnh hưởng do cơn bão số 2, đảm bảo các kênh liên lạc với các cơ quan chức năng, các nhóm hỗ trợ để phối hợp trong trường hợp cần thiết. Trước cái tình hình mưa bão của cái cơn bão số 2 này thì anh em Quảng Ninh đã có những cái kịch bản cũng như là cái phương án phòng chống bão như thế nào ạ? Nhận được thông tin có bão ấy, thì các lãnh đạo cũng đã chỉ đạo là đầu tiên là phải giả soát hết tại hạ tầng em ạ. Cái điểm mà xung yếu và những điểm có thể ảnh hưởng đến hạ tầng của mình như là cây to hoặc là nước nó vào gốc. Sau đó thì đêm qua thì anh em cũng đã trực tại các văn phòng các bạn, mỗi văn phòng thì đều trực 2 người. Bây giờ hiện tình hình hiện tại là nó chỉ mưa nhỏ và có gió nhẹ thôi. Và anh em thì cũng đã bắt đầu từ sáng nay anh em đi giả soát lại hạ tầng xem có những cái điểm nào cần khắc phục xử lý không. Và cũng rất may là anh em đang đi cho đến thời điểm này anh em đang giả soát thì chưa thấy có điểm nào cần phải xử lý. Anh em luôn sẵn sàng là chiến đấu khắc phục mọi thiên tai đấy em ạ. 3 sẵn sàng, 4 tại chỗ luôn là thông điệp phòng chống thiên tai của FPT Telecom. Với sự chuẩn bị sẵn sàng và tinh thần ở mức cao nhất, đội ngũ hạ tầng FPT Telecom sẽ luôn đảm bảo kết nối vững chắc cho khách hàng.